Mua laptop an tâm nhất đến ngay trungtrần.vn. Trung Trần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường. Mua qua kênh FA giảm ngay 300k. Chấm qua đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Như vậy thì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là chúng ta bước sang năm mới 2021 rồi các bạn ạ. Phải nói là thực sự rất nhanh. Và trong cái thời điểm cuối năm như thế này thì chắc chắn cái việc mà sắm sửa thiết bị này, rồi cái việc sắm sửa quần áo này, và đặc biệt là sắm sửa điện thoại là một trong những cái nhu cầu thiết yếu của đại đa số anh em chúng ta. Và cá nhân mình thì cũng vậy các bạn ạ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người hai chiếc iPhone mà đã được các bạn quan tâm khá là nhiều. Đó chính là chiếc iPhone 11 đang có bên tay trái mình ở đây, và iPhone XS Max đang có bên tay phải mình ở đây. Và với chiếc iPhone 11 và iPhone XS Max thì thực sự là hai con điện thoại iPhone mà được anh em khá là quan tâm. Tại vì mức giá của chiếc iPhone 11 bây giờ nhá, mình tham khảo tại cửa hàng Viettablet đang dao động tầm là 12.990.000 đồng cho máy hình thức 95% và hơn 13 triệu đồng cho hình thức máy đẹp là 99%. Thì mình thấy cũng là một cái mức giá mà rất dễ dàng để chúng ta có thể tiếp cận. Còn với điện thoại iPhone XS Max ấy, thì mình thấy rằng là mức giá hiện tại của nó đang loanh quanh tầm là 12.790.000 đồng cho máy có hình thức đẹp 95% này, và loanh quanh tầm là hơn 12.500.000 cho máy có hình thức đẹp 99%. Thì thực sự cũng là một cái mức giá nó quá hời cho cái sản phẩm là iPhone XS Max. Vậy thì trong tầm giá loanh quanh từ 12 đến 13 triệu, chúng ta nên lựa chọn sản phẩm iPhone XS Max hay là cái sản phẩm iPhone 11? Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video và chúng ta sẽ làm một cái so sánh nhẹ nhá. Và đương nhiên rồi, đường link mua hàng của cả hai sản phẩm này thì mình sẽ để ở ngay phần mô tả video cho các bạn. Còn bây giờ thì cùng nhau bắt đầu thôi. Ok, như các bạn đã biết thì iPhone XS Max là một cái điện thoại được ra mắt khoảng tầm là hơn 2 năm rồi. Còn với chiếc iPhone 11 đang có bên tay trái mình ở đây thì nó mới chỉ ra mắt loanh quanh hơn 1 năm mà thôi. Với chiếc điện thoại iPhone XS Max và iPhone 11 thì chúng ta sẽ còn có những cái điểm chung về phần màn hình, chúng ta sẽ còn có những cái điểm chung về phần thiết kế. Tuy nhiên thì cả hai chiếc máy này chúng ta đều có những cái điểm khác biệt nhất định. Ví dụ như là iPhone XS Max thì mình thấy nó vẫn là một cái điện thoại có vẻ gì đó cao cấp hơn, nó sang trọng hơn so với chiếc iPhone 11. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy này, là với chiếc iPhone XS Max thì chúng ta sẽ có cái phần khung viền của nó được làm từ chất liệu là thép. Thế nên nó sẽ cho một cái tuổi thọ bền hơn, chắc chắn hơn và cứng cáp hơn là so với iPhone 11. Tuy nhiên thì cái này mình thấy rằng nó không nói lên quá nhiều về cái mặt và chính là cái độ cứng cáp và chắc chắn. Tại vì cái tỷ lệ mà điện thoại rơi một phát thì chắc chắn là tạch lên đấy là 90%. Hên lắm ấy, thì may ra nó vẫn còn nguyên. Và về phần mặt lưng thì với sản phẩm iPhone XS Max thì các bạn sẽ có cho mình cái cụm camera chính ở đây với độ phân giải lần lượt cho hai cảm biến là 12 megapixel cũng như là 12 megapixel. Tuy nhiên cái camera của nó thì nó có hơi chút khác biệt là nó bao gồm một ống kính góc chính và một ống kính tele. Còn với iPhone 11 thì bố trí camera của nó trông có vẻ như là không được liền lạc, không được đẹp bằng iPhone XS Max. Nhưng mà chúng ta xét đến cái phần là cái sự thực dụng về phần camera thì mình đang đánh giá cao cái sản phẩm iPhone 11 hơn. Tại vì nó sẽ có camera chính, ống kính chính là 12 chấm và nó sẽ còn có thêm một cái ống kính góc rộng. Và mình thấy rằng với camera góc rộng thì cái việc mà chụp ảnh ngày Tết này, hoặc là chúng ta đi chùa, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đi chơi chụp ảnh góc rộng thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có một cái góc nhìn nó bao quát hơn là so với sản phẩm iPhone XS Max. Và cá nhân mình thì mình cũng đánh giá rằng chất lượng chụp ảnh đang có trên cái sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ hơn rất là nhiều so với sản phẩm iPhone XS Max nhá. Thì nếu bạn nào mà muốn có một cái camera nó đa dụng một tí, nó chụp ảnh chi tiết một tí và có thêm tính năng chụp ảnh góc rộng để chụp ảnh phong cảnh trong ngày Tết thì với sản phẩm iPhone 11 chính là một cái lựa chọn mà hết sức hợp lý. Ok, còn đến với lại cái phần là cổng kết nối thì cả hai chiếc iPhone của chúng ta thì đều có những cổng kết nối căn bản nhất, bao gồm là mic này, chúng ta sẽ có cổng kết nối Lightning và chúng ta sẽ có loa ngoài ở ngay bên dưới. Và kể từ đời iPhone 7 Plus trở đi thì nó đã không còn jack cắm tai nghe nữa rồi. Thì đây là một cái điểm mà thực sự mình không thích lắm trên những dòng điện thoại iPhone. Còn về phần loa ngoài trên chiếc iPhone XS và iPhone 11 thì mình thấy nó đều có một cái mức âm lượng là như nhau. Cái chất âm của cặp loa này thì mình thấy cũng là 19-10 và mình cũng không cần phải so sánh ở đây. Âm lượng lớn này cũng như là âm thanh của nó thì khá là chi tiết. Đến với cái phần là mặt trước, thực sự thì mình thấy rằng là iPhone 11 và iPhone XS Max là hai thế giới hoàn toàn khác nhau luôn. Với sản phẩm iPhone 11 thì mình thấy kích thước màn hình của nó chỉ có là 6.1 inch mà thôi, nhưng mà cái phần viền đen đang có trên cái sản phẩm iPhone 11 thì nó khá là dày và cho chúng ta một cái nhìn nó không thực sự là đáng mắt cho lắm. Và với màn hình của iPhone 11 thì nó chỉ có độ phân giải là HD cộng. Cá nhân mình thì mình đã dùng iPhone 11 được là 1,5 năm rồi, và cũng như là đã dùng qua những thế hệ iPhone trước như là iPhone XR chẳng hạn, thì mình thấy là màn hình iPhone 11 nó vẫn ok, khả năng sử dụng của nó vẫn rất tốt. Nhưng mà nếu như các bạn so sánh trực tiếp với màn hình của sản phẩm iPhone XS Max thì mình thấy iPhone XS Max nó là một cái trải nghiệm khác biệt hơn hẳn. iPhone XS Max thì nó sẽ có kích thước lớn hơn, đó chính là 6,5 inch, và chúng ta sẽ có độ phân giải tiệm cận 2K cộng, và nó sẽ dùng cho mình cái
tấm nền là OLED, thế nên là cái phần viền màn hình của các sản phẩm iPhone XS Max thì mình thấy nó rất chi là mỏng luôn. Đó, mỏng cả bốn cạnh phải, cạnh trái, cạnh trên, cạnh dưới, nó rất là mỏng và cho chúng ta một cái trải nghiệm sử dụng màn hình thì phải nói là cực kỳ tốt. Và với màn hình hiển thị đang có trên các sản phẩm iPhone XS Max thì mình thấy nó không hề thua kém so với thế hệ iPhone đời mới như iPhone 11 Pro hay thậm chí là iPhone 12 Pro Max chẳng hạn. Và nếu bạn nào đang cần tìm cho mình một cái điện thoại có một cái kích thước màn hình lớn này và một cái khả năng hiển thị xuất sắc thì thực sự là iPhone XS Max nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của chúng ta. Và đi vào phần mềm thì với chiếc iPhone XS Max và iPhone 11 thì cả hai chiếc máy của chúng ta đều là iPhone, thế nên nó đều chạy cho mình cái hệ điều hành đó chính là iOS các bạn ạ. Và cả hai chiếc máy của chúng ta thì nó đều được update lên cái phiên bản mới nhất là iOS 14.3. Tuy nhiên thì mình cần các bạn phải chú ý điều này là nếu như các bạn xác định muốn dùng lâu dài và muốn update tầm là 3, 4, thậm chí là 5 năm nữa thì với sản phẩm iPhone 11 nó sẽ tốt hơn. Tại vì sao? Tại vì bản thân chiếc iPhone 11 nó ra mắt sau chiếc iPhone XS Max 1 năm. Thế nên nếu như chúng ta xét về cái vòng đời các phiên bản cập nhật phần mềm thì mình thấy là iPhone 11 thì nó sẽ có thể cập nhật được lâu dài hơn là so với sản phẩm iPhone XS Max. Và cũng như iPhone 11 thì nó sẽ còn có được những tính năng mở rộng, thay vì là iPhone XS Max thì chụp ảnh camera của nó chỉ có một chế độ duy nhất thôi. Còn với sản phẩm iPhone 11 chúng ta sẽ có chế độ đó chính là chụp đêm và siêu chụp đêm. Thì mình thấy rằng đây là một trong những tính năng mà nếu bạn nào đang cần về phần camera nó sẽ rất cần thiết trên chiếc iPhone 11 và chiếc iPhone XS Max thì hoàn toàn không có. Rồi, đến với những thứ bên trong thì chúng ta sẽ nói ngay về phần cấu hình nhé. Với chiếc iPhone 11 được trang bị cho mình con chip Apple A13 và iPhone XS Max đang có bên tay trái mình ở đây thì được trang bị cho mình con chip Apple A12. Nếu như trong thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng tất cả những tác vụ sử dụng hàng ngày như kiểu Facebook, TikTok này, hoặc chúng ta chơi những tựa game không quá là nặng đô như kiểu Free Fire, như kiểu là PUBG, hoặc là chúng ta chơi những tựa game như là tốc chiến ấy, thì mình thấy với trải nghiệm cả hai chiếc máy này thì nó hoàn toàn là tương đồng như nhau. Chẳng qua là nếu chúng ta chơi những tựa game mà đồ họa nó cao một chút xíu như là PUBG ở cái mức là max setting, hoặc là tựa game Genshin Impact với đồ họa cao 60fps thì mình nghĩ rằng là với sản phẩm iPhone 11 cái hiệu năng của nó sẽ nhìn hơn hẳn. Và chúng ta xác định là chơi game lâu dài và dùng lâu dài thì hiệu năng của chiếc Apple A13 nó sẽ hơn. Còn nếu như các bạn chỉ dùng loanh quanh tầm là 1-2 năm đổ lại và chúng ta đổi máy thì thực sự là iPhone XS Max và iPhone 11 nó không có sự khác biệt nhau quá nhiều. Còn nói về phần RAM và ROM thì cả hai chiếc máy này đều có cho mình 4GB RAM và 64GB bên trong, thế nên là các bạn cũng không cần phải phân vân ở đây. Thì khả năng đa nhiệm này và khả năng lưu trữ của hai chiếc máy thì đều là như nhau. Chẳng qua là nếu như bạn muốn mà update lên tầm 128GB thì chỉ có duy nhất iPhone 11 có thôi. Còn iPhone XS Max thì chúng ta chỉ có phiên bản 64 và phiên bản 256 nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đến với một cái yếu tố tiếp theo mà mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ dùng khá là nhiều trong ngày Tết. Đó chính là về cái phần camera selfie. Thì với camera selfie của sản phẩm iPhone XS Max ấy, thì nó chỉ có độ phân giải là 7 chấm mà thôi. Còn camera selfie của cái sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ có độ phân giải lên đến là 12 chấm. Và so sánh chất lượng chụp ảnh camera selfie của sản phẩm iPhone XS Max và cái sản phẩm iPhone 11 thì chắc chắn mình ưng hơn ở cái nước màu của sản phẩm iPhone 11. Nhìn màu da nó trong trẻo hơn và nhìn cái độ chi tiết ấy thì mình thấy là với sản phẩm iPhone 11 nó cũng sẽ đẹp hơn là so với sản phẩm iPhone XS Max. Và đồng thời như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng những ứng dụng bên thứ ba như là ứng dụng làm đẹp như kiểu B612, Ulight hoặc là những ứng dụng mà anh chị em hay dùng thì mình thấy là với chiếc iPhone 11 nó sẽ ăn đứt ở cái khoản là chụp ảnh selfie và chất lượng chụp ảnh selfie. Nói chung thì về phần camera thì mình chắc chắn là sẽ chọn cái sản phẩm iPhone 11 đang có bên tay phải ở đây. Còn đến với phần pin thì sao? Cả hai chiếc máy của chúng ta thì đều có dung lượng pin loanh quanh tầm là 3190 mAh. Tuy nhiên, xét đến cái thời gian sử dụng pin thì mình thấy là với sản phẩm iPhone 11 nó sẽ có một cái thời gian sử dụng pin trâu hơn là so với sản phẩm iPhone XS Max. Tại vì nó không cần phải gánh một cái màn hình quá đẹp, quá to mà nó chỉ có một cái màn hình 6.1 inch độ phân giải HD cộng mà thôi. Cùng với đó thì con chip Apple A13 mới hơn thì cũng sẽ tiết kiệm điện hơn là so với con chip Apple A12. Thế nên là về phần pin thì hiện tại mình đang đánh phần thắng cho cái sản phẩm iPhone 11 nhá. Và nếu bạn nào đang muốn có được một cái trải nghiệm pin tốt nhất thì có thể là chọn ngay chiếc iPhone 11 này. Và nếu chúng ta so sánh trực tiếp thì với chiếc iPhone 11 đang có bên tay phải mình ở đây có thể dùng được liên tục là 6 đến 8 giờ. Ý mình nói ở đây là dùng liên tục xem YouTube, chơi game hoặc là giải trí liên tục luôn. Và còn chiếc iPhone XS Max thì nó chỉ loanh quanh tầm là 4 đến hơn 5 giờ thôi. Thì mình thấy là thời lượng pin nên chọn iPhone 11 thì nó sẽ tốt hơn. Còn về những yếu tố khác thì với sản phẩm iPhone 11 và iPhone XS Max thì nó đều có những điểm chung là như nhau. Ví dụ như là nó sẽ được trang bị cho mình cái tiêu chuẩn kháng nước là IP68, độ sâu tầm 1.5m trong vòng 30 phút. Tuy nhiên thì như trong những video trước mình nói là chúng ta không nên test nước trên những điện thoại này vì đây là máy cũ và chắc chắn chúng ta sẽ không được bảo hành khi mà máy vào nước. Còn với những điểm khác thì với sản phẩm iPhone 11 và iPhone XS Max thì đều được trang bị cho chúng ta cái cảm biến Face ID ở ngay phía trước và khả năng mở khóa của nó thì phải nói là cực kỳ nhanh.
Ok, và như vậy trong video này thì mình đã so sánh, cân đo đong đếm giữa cho các bạn về cái sản phẩm iPhone 11 và cũng như là sản phẩm iPhone XS Max. Thì cá nhân mình thấy như thế này, nếu như các bạn không cần một chiếc máy mà có khả năng sử dụng quá lâu dài, tầm 3-4 năm gì đó, mà các bạn dùng nó tầm 1-2 năm rồi thay máy, thì mình thấy sản phẩm iPhone XS Max là một cái sản phẩm mà mình thấy nó phù hợp rồi. Tại vì đây là một chiếc máy nó vẫn có một thiết kế rất là sang trọng, nó vẫn có cho mình một cái khả năng hiển thị màn hình cực kỳ tốt, nó vẫn có cho mình một cái hiệu năng khá là ok, và đặc biệt chúng ta sẽ có một chiếc máy lớn hơn, và như vậy cái việc giải trí xem phim chơi game thì nó sẽ đã hơn so với iPhone 11. Còn nếu như bạn mà muốn dùng lâu dài này, tầm 3-4 năm gì đó, và khả năng update lâu dài, cấu hình chơi game mượt trong thời gian dài, và cụm camera của nó phải xịn sò, thì mình thấy là với sản phẩm iPhone 11 sẽ là một cái sản phẩm nó hợp lý hơn. Ok, vậy thì bạn nghĩ gì về hai cái sản phẩm này, và liệu rằng có phân khúc giá loanh quanh từ 12 đến 13 triệu các bạn sẽ lựa chọn iPhone 11 hay là iPhone XS Max? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ video của mình xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, đừng quên để lại một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.